Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giáo phận Đà Lạt đã trình bày về tiến trình phong thánh của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã hoàn tất hồ sơ ở cấp Giáo phận Cần Thơ, được đánh giá cao sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phong thánh cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Đây là tin vui cho nhiều người mến mộ cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp lúc này. Sau đây, mời anh chị em cùng nghe Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giáo phận Đà Lạt trình bày rõ ràng về việc phong thánh cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Chúng ta biết tiến trình tuyên thánh cha Francisco Xavier đã hoàn tất ở cấp giáo phận Cần Thơ này từ ngày 21 tháng 4 2017. Hồ sơ đã được đưa sang Roma ngày 30 tháng 5 2017 và đã được chính thức mở ra ngày 30 tháng 1 2018. Vậy ở cấp giáo phận đã nghiên cứu thế nào, đã nói gì về con người và cuộc đời cha Trương Bửu Diệp? Chúng ta có được ý kiến của một chuyên viên rất uy tín vì là người trong cuộc. Ngài nhận xét thế này: Ủy ban lịch sử của giáo phận Cần Thơ đã làm một công việc tuyệt vời. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, họ đã mô tả cha Trương Bửu Diệp là một linh mục thánh thiện, sốt sắng, nhân từ, một chủ chăn dành trọn mỗi ngày cho đoàn chiên của mình, hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên, một chủ chăn cầu nguyện không những cho chiên của mình mà còn cho cả những con chiên ngoài đàn. Còn tòa án giáo phận thì sao? Tòa án giáo phận Cần Thơ đã làm việc rất tốt. Họ đã phỏng vấn 13 nhân chứng mục kích, gồm cả Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, và 10 nhân chứng về danh tiếng thánh thiện. Kết quả, họ đã tường trình lên tòa thánh một bản phúc trình thật giá trị, chính xác, rõ ràng, có nền tảng, chứng cứ về con người, cuộc đời và nhất là cái chết của cha vào ngày 12 tháng 3 1946. Liên quan đến cái chết, vị cáo thỉnh viên của hồ sơ tuyên thánh cấp giáo phận có gợi ý: trên bức ảnh cha Trương Bửu Diệp ghi tử đạo ngày 12 tháng 3 1946, nhưng nếu rõ ràng hơn nên ghi chết thay cho đoàn chiên ngày 12 tháng 3 1946. Tại sao vậy? Tại sao thay vì ghi tử đạo lại nên ghi chết thay cho đoàn chiên? Là vì hai anh lính Nhật không thù ghét gì cha Diệp và đạo Công giáo. Thủ lãnh Cao Triều Phát cũng không thù ghét đạo Công giáo theo nghĩa chống đạo hay tiêu diệt đạo như các vua chúa Việt Nam ngày xưa. Ông ra lệnh sát hại cha Diệp là vì muốn trừ khử một chủ chiên nhân hậu và can trường, làm nơi bám giữ cho đoàn chiên tắc dậy, khiến quân đội Pháp có mặt ở đó, gây khó khăn cho quân đội của ông. Như vậy, theo đúng ý nghĩa của từ ngữ, cha Diệp không chết vì đạo, người giết cha cũng không ghét đạo, nhưng cha chết vì nhân đức của đạo, vì đức bác ái, dám hy sinh mạng sống cho người khác. Như Chúa Giêsu chết cho nhân loại, như cha thánh Maximilian Kolbe chết thay cho ông Francisco, một người cha gia đình, thì cha Diệp chết thay cho con chiên bổn đạo tắc sậy của mình. Bà Trần Thị Hường, một nhân chứng trong cuộc, kể lại: người ta chất rơm rạ lên nóc lẫm lúa, định thiêu sống tất cả trên dưới 70 người. Nhưng cha Diệp thương lượng và họ đồng ý. Thế là chém cha Diệp rồi, họ mở cửa nhà kho và thả tất cả. Cha Diệp đã hy sinh thế mạng cho con chiên. Chúng ta vừa chiêm ngắm lại con người, cuộc đời và cái chết của cha Trương Bửu Diệp.
Còn chính chúng ta đến với Ngài hôm nay thì sao? Đến góp mặt trong ngày giỗ của Cha, chúng ta mang theo bao tâm tình và ước nguyện của chính mình đã vậy, mà có lẽ còn của bao người thân gửi gắm. Tôi thấy bao người lân la lần lữa bên mộ cha Francisco Xavier. Bao nhiêu cử chỉ chứng tỏ tấm lòng thành tín tin tưởng, tha thiết lắm. Bao nhiêu người mẹ, người dì đã làm mẫu cho con cái mình trong những cách thức, những cử chỉ khẩn nài, rất tốt. Những khát vọng khẩn xin biểu lộ đó rất tốt. Chúng ta hiệp ý hiệp lòng cùng cầu nguyện cho nhau đạt sở nguyện. Nhưng xin hỏi, đủ chưa nhỉ? Đủ chưa, quý ông bà anh chị em? Tôi thiết nghĩ cha Francisco Xavier với tấm lòng mục tử vốn có, Ngài biết phải nài xin lòng nhân lành Chúa cho các nhu cầu của chúng ta nhân danh Đức Giêsu, vị mục tử tốt lành. Nhưng tôi tin Ngài cũng sẽ theo chân Đức Giêsu để nói thêm với chúng ta những lời của chính Đức Giêsu. Mọi sự anh em cầu xin, Thiên Chúa sẽ ban cho. Nhưng tiên vàn, anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người.